Hội Phụ nữ Công an huyện Mù Cang Chải vừa phối hợp với Hội Phụ nữ huyện và xã Kim Nội tổ chức chương trình Mẹ đỡ đầu ký giao ước hỗ trợ chăm sóc nuôi dưỡng trẻ mồ côi tại bản Giao Sa. Em Giàng Tuấn Minh sinh năm 2017, mồ côi cha, mẹ bỏ đi từ lúc 3 tháng tuổi, hiện đang sống với ông nội, là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại bản Giào Sa, xã Kim Nội, huyện Mù Cang Chải. Thực hiện chương trình Mẹ đỡ đầu của Hội Phụ nữ Công an Trung ương và Hội Phụ nữ Công an tỉnh Yên Bái, Hội Phụ nữ Công an huyện Mù Cang Chải đã nhận đỡ đầu để chăm sóc nuôi dưỡng em với số tiền trợ cấp hàng tháng 300.000 đồng đến 18 tuổi. Hàng tháng, hội sẽ cử thành viên đến thăm tặng quà chăm sóc và trợ cấp cùng các đồ dùng thiết yếu như bánh kẹo, sữa, quần áo và các vật dụng sinh hoạt học tập. Thông qua chương trình Mẹ đỡ đầu của Hội Phụ nữ Công an huyện Mù Cang Chải nhằm chung sức cùng địa phương chia sẻ khó khăn, giúp trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.